Nguyện đường Sistine 25 năm sau khi được phục hồi ngoạn mục. Đã 25 năm kể từ khi khôi phục một trong những nơi hấp dẫn nhất ở Vatican, Nguyện đường Sistine. Khôi phục các bức bích họa bắt đầu vào năm 1980. Thật thú vị, phải mất nhiều năm để khôi phục chúng hơn là khi vẽ chúng. Vì Michelangelo chỉ mất 9 năm và các nhà phục chế mất đến 13 năm. Khói, bụi, keo Ả Rập và dầu được sử dụng cho những phục hồi khác đã ăn mòn màu nguyên thủy của những bức tường. Họ đã sử dụng dàn giáo tương tự như những gì Michelangelo đã sử dụng và hỗ trợ chúng trong cùng một lỗ mà thiên tài phục hưng để lại. Phần lớn chi phí được chi trả bởi kênh tập đoàn truyền hình Nippon của Nhật Bản đã mang lại 4,2 triệu Mỹ Kim để đổi lấy 3 năm độc quyền đối với ảnh và video. Những quyền đó đã hết hạn vào năm 1997. Để lưu giữ bộ nhớ của tác phẩm, các chuyên gia đã để lại một số điểm theo cách ban đầu. Do đó sự khác biệt có thể được đánh giá cao. Với buổi lễ năm 1994, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho thế giới thấy kết quả ngoạn mục của 13 năm làm việc. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã yêu cầu những người ngưỡng mộ nhà nguyện này tái khám phá viễn cảnh tôn giáo đã truyền cảm hứng cho Michelangelo và vẫn còn hiệu lực vì nó giúp sự phát triển hiệp nhất và hòa bình đích thực giữa các dân tộc trên thế giới.